Với vị trí nhì bảng B, U22 Việt Nam chạm trán U22 Indonesia ở bán kết. Không thể thắng Thái Lan khiến các chiến binh sao vàng gặp đối thủ khó chơi hơn nhiều nếu so với U22 Myanmar. U22 Indonesia chứng minh đẳng cấp với 4 trận toàn thắng ở vòng bảng SEA Game 32. Hàng thủ U22 Việt Nam sẽ phải chơi với tinh thần tập trung cao hơn khi phải đối đầu với các chân sút có khả năng săn bàn như Faja Fiturrahman, Marcelino hay Sanata. Ở vị trí thủ môn Khả năng huấn luyện viên Chu Xie sẽ sử dụng lại quan Văn Chuẩn. Văn Chuẩn là người có nhiều kinh nghiệm khi đã bắt chính tại Doha Cup và U23 châu Á. Với chấn thương của quốc Việt, phù thủy trắng phải có toan tính khác trong việc thay người. Nếu như Văn Tùng đá chính thì trường hợp Nguyễn Văn Trường được tung vào sân trong hiệp 2 có thể xảy ra. Đồng thời, vấn đề thể lực cũng cần được lưu ý hơn trong trận bán kết này. Xét về thể lực, chúng ta không thể đua tranh so với U22 Indonesia. Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia với tỷ số 2-1.